Mới đây, dự án khu phức hợp MT Smart City chính thức cất nóc, vượt tiến độ cam kết 2 tháng. Được khởi công vào tháng 12 năm 2021, trước những khó khăn, biến đổi khó lường của thị trường bất động sản, MT Smart City là một trong số ít dự án đảm bảo tiến độ đúng cam kết với khách hàng. Điều này không chỉ minh chứng cho uy tín, tiềm lực của chủ đầu tư, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của đơn vị phát triển RioLand, tổng thầu xây dựng Phước Thành cùng sự đồng hành, nỗ lực làm việc miệt mài ngày đêm của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Ngay sau lễ cất nóc, tổng thầu xây dựng Phước Thành và các đơn vị đối tác sẽ tập trung để hoàn thiện bên trong căn hộ, tiện ích nội khu với mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ đảm bảo và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý tư năm 2024. Dự án MT Smart tính đến thời điểm này vượt tiến độ 60 ngày so với thời gian dự kiến trước đó. Đây không những là niềm vui của tập thể anh em ban chỉ huy công trình và còn là niềm tự hào của công ty xây dựng Phước Thành. Được biết, hiện tại RioLand cũng đang hoàn thiện 4 phong cách nội thất quốc tế tại tòa tháp The Highbridge, chính thức mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm thực tế từ ngày 12 tháng 11 năm 2023. Không chỉ nổi bật trên thị trường với chính sách siêu linh hoạt, The Highbridge còn ghi điểm với nhà đầu tư khi tọa lạc ngay mặt tiền siêu hạ tầng quốc gia Vành Đai 3. Bên cạnh đó, The Highbridge còn được chú trọng đầu tư hệ tiện ích hoàn hảo như sảnh đón sang trọng chuẩn 5 sao, hồ bơi resort 1.700m², trung tâm thể thao đa năng ven sông, khu vui chơi trẻ em, đặc biệt là tuyến phố thương mại 99 tiện ích đa sắc màu với mua sắm giải trí nhộn nhịp, mở ra không gian sống xanh hơn resort, vui hơn phố.